Những chú gấu trúc hay còn gọi là panda bear là những cái loài trông giống như con gấu, thực ra nó không phải là gấu giống như là những con bear, những con gấu đen hay là gấu nâu của chúng ta, nhưng mà trông giống y hệt như cái loài đó, cho nên chúng ta gọi là gấu trúc. Nó sống ở phía bắc của nước Trung Hoa. Nó ăn cái lá trúc, nó ăn những cái cành tre rất là nhiều, do đó người ta gọi là gấu trúc. Những con gấu trúc nó trông rất là mũm mĩm, rất là dễ thương, hình dáng nó rất là đặc biệt. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một con gấu mẹ và con gấu con đang đang chơi đùa và ăn những cái lá tre ở trong một cái rừng có tuyết. Chúng ta nhìn lên màn ảnh đã thấy là đã có cái phác họa của cái con gấu trúc này rồi. Thì chúng ta bắt đầu ngay vào cái việc mà vẽ cái con gấu con trước. Đầu tiên chúng ta vẽ cái đầu, cái mặt của cái con gấu con. Cái mặt của nó hình của nó hình tròn và nó trắng. Chúng ta vẽ lấy cái màu xám chúng ta vẽ trước. Rồi lát nữa chúng ta cho cái highlight màu trắng lên. Thì khi đó nó sẽ có màu trắng. Cái bụng của cái con gấu panda bear này nó cũng màu trắng. Nhưng mà cái tai, hai cái tai và tứ chi của nó thì lại là màu đen. Vì nó là màu đen, do đó chúng ta rất là thấy rất là ít những cái chi tiết của hai cánh tay và hai cái chân. Đó, chúng ta vẽ sơ sơ như vậy đã thấy được cái hình dáng của cái con gấu con. Thường khi mà vẽ những cái loài vật mà còn non đó, chúng ta vẽ cái đầu nó to hơn. Cái đầu nó to hơn cái mình. Loài người cũng vậy. Khi mà vẽ trẻ con á, thường thường cái đầu của trẻ con, cái tỷ lệ cái đầu của nó và cái thân thể của nó, cái tỷ lệ cái đầu nó bao giờ cũng to hơn. Cái đầu của gấu mẹ nó to, nhưng mà so với cái thân hình nó vẫn còn nhỏ hơn rất là nhiều. Quý vị mới hỏi là nó là lông trắng mà sao anh vẽ màu xám? Thì xin trả lời là khi chúng ta vẽ cái bất cứ cái gì màu trắng thì bao giờ nó cũng phải có cái phần mà bóng, cái phần mà shadow. Thì cái phần bóng đó của cái màu trắng á, thì cái phần bóng của màu trắng là màu xám. Chúng ta bắt buộc phải vẽ cái chuyện đó. Rồi thì bây giờ chúng ta vẽ đến cái tứ chi, hai cánh tay, hai chân. Thì con gấu mẹ nó đang ở đằng sau con gấu con. Nó đang giống như là thấy gấu con nó đang muốn té thì gấu mẹ nó ở phía sau nó đỡ. Mình đang cho cái con gấu mẹ nó quay nghiêng về cái phía bên phải một tí.
Rồi chúng ta tiếp tục vẽ đến những cái phần lông đen. Cái mắt của cái con gấu này nó có hai cái đốm đen, nó đi xuống theo hình chữ A như vậy. Nhưng mà đó không phải là cái mắt nó to như vậy đâu. Cái đen đó nó chỉ là một cái mảng lông màu đen mà thôi. Con gấu mẹ này cái miệng nó hơi há ra một tí. Còn cái chú gấu con thì mình cho cái miệng của nó ngậm. Không có há. Rồi. Bây giờ mới đến cái mắt. Đó, chúng ta vẽ như thế là đã thấy được là nó có cái mắt hình tròn ở phía bên trong. Rồi, chúng ta quay lại cái màu đậm để mà vẽ cái tai của cái con panda, con mẹ, con gấu mẹ. Đó, chúng ta vẽ đại khái như vậy là đã được phần nào cái hình dáng của hai con gấu mẹ, gấu con rồi. Chúng ta bắt đầu quay sang vẽ cái background. Cái background tức là cái bối cảnh ở đây, nó là một cái khu rừng trúc đang một cái thời mùa đông có tuyết. Đó, rồi chính vì nó có tuyết do đó chúng ta sẽ vẽ cái background của nó màu nhiều, rất là nhiều màu trắng. Chúng ta cứ vẽ tuyết trước cái đã, và chúng ta phủ lên bằng màu trắng là một nè, rồi phủ lên bằng những cây tre, cây trúc. Chúng ta đang vẽ những cái bóng màu xám. Rồi Đức Cường sẽ dùng cái blender để mà trộn lẫn nó lại. Chúng ta thử cho một vài cái cây tre màu xanh thử coi ra sao. Khi mà vẽ những cây tre mà cho cái con panda bear này nó ăn đó, chúng ta không nên vẽ những cây mà quá to, bởi vì cái loài gấu trúc này nó chỉ đi kiếm những cái cây mà còn nhỏ để nó ăn thôi. Chứ cây to quá thì nó lại không có bẻ được. Đấy. Những cây to quá thì cái lá nó tút ở trên cao. Còn gấu trúc nó phải mất công nó leo lên. Do đó là nó cứ chuyên môn đi nó kiếm những cái cây mà rất là nhỏ, lá non thì ăn nó vừa ngon hơn mà lại vừa dễ. Dễ hai lá hơn. Và cái con gấu con này nó còn trên tay nó là còn vịn một cái cành trúc nữa. Đó. Quý vị thấy là Nguyễn Cường đang vẽ được một số những cái thân cây trúc rồi. Mình đang vẽ thêm một vài cái thân nữa. Rồi, ở phía xa xa chúng ta vẽ một vài những cây nó mờ mờ đi theo một cái hướng khác, tức là nãy giờ nó ngả sang bên phải vì chúng ta cho nó ngả sang bên trái. Có lẽ mình cần phải cho thêm một số những cái cành nữa, bởi vì
vẽ cái rừng trúc mà vẽ ít ít trúc quá, nom nó rất là nom rất là thưa thớt, rất là tẻ nhạt, cho nó dày dạc thêm một tí nữa. Bên dưới này không phải là hoàn toàn là tuyết đâu, mà sẽ có những cái lá, sẽ có những cái chỗ mà tuyết nó phủ rất là ít, do đó cái đất của nó cũng trơ ra. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái blender để mà trộn lại, tại vì chúng ta cứ vẽ thật là rough như vậy cái đã. Rồi thì cái bóng của cái chú của hai mẹ con Panabe này nó cũng phủ xuống dưới tuyết. Mặt tuyết cũng phải có bóng, chứ không thể nào mà nói là tại vì tuyết thì nó không có bóng, nói như vậy là sai. Đó. Và bây giờ chúng ta mới vẽ tới cái phần lá cây, lá của những cái cây những cái lá đậm, và khi nó phủ lên bằng cái lá nhạt thì trông nó sẽ vừa. Chứ nếu chúng ta vẽ chúng ta cứ tưởng là đã đủ rồi á, lát nữa phủ cái lá nhạt lên á, sẽ thiếu. Và chúng ta cứ vẽ cho nó nhiều hơn dự kiến một tí.